Tín Nhiệm xin chào tất cả anh chị em gần xa nha. Nghe được tin qua tuần các tiệm nail được mở cửa đó, nhưng mà phải lấy hẹn, mình thì làm bên ngành nail. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Oh, hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Puede ya o no? ¿Puede con mano ya o no? No. No, no puede. Dime, amigo. ¿Sabe qué día puede abrir? ¿Qué día podemos abrir? Pues dicen que para el 24, los centros comerciales, 24 de mayo. ¿24? Sí. No, de día 4. No, día 4 no. Es que, bueno, es que no lo sé muy bien, ¿sabes? La gente dice... ¿Tú eres un local aquí, cierto? Sí. ¿Tú eres el de... De uña? ¿Al de uñas? Sí, vale. La gente dice que coge cita y... Vale, espérate un momento. Preguntan eso, porque la cliente llama para cita y yo dice, momento, no sabe. Vale, espérate un momento, yo pregunto aquí. Sí. ¿Cómo no va a ser? Jefe, tengo el propietario del local de uñas. Me dice que... Me está preguntando que para cuándo van a poder abrir ellos. Eso ha salido en la resolución de gobierno de los centros comerciales probablemente o posiblemente a partir del día 24 de junio. ¿Junio? Sí, pero sin confirmar. Es una información que de momento la han sacado. Hasta el día 24 mínimo no se abre. Jefe, ¿me dijiste 24 de junio o 24 de mayo? De mayo es imposible porque ya ha pasado, será el 24 de junio. Oh, ¿entonces qué? Hola, perdona, sí, 24 de mayo, macho. Eso. Mayo, ¿vale? Vale. Mayo, por centro comercial. Ok. Vale, muy mal, ¿no? Todavía. Vale, entonces, guarda, un momento, ¿no? Sí, de momento todavía no. No. Si quieres un número para tú estar llamando y no venir. Sí, y puede. Sí, preguntan, sí. Uno. Jefe, ¿tú me puedes facilitar un número aquí en el centro comercial para que el propietario pueda llamar y se pueda enterar si abren el 24 o un poco antes o...? No, es que eso no depende de gerencia. Es una restricción que ha salido por el gobierno de España.
Vale, no, pero yo me refiero que si tú me puedes dar un número para que, o sea, él pueda estar llamando para estar enterado, ¿sabes? Vale, pues dile que llame al 93-474-1918. Un momentico. No, espera un momento. Dímelo. 93-474-1918. ¿Me lo repites? 93-474-1918. Vale. Ya, amigo. Vale, tú ahora tu foto y luego yo pasa y luego yo coge el número de teléfono, ¿vale? Vale, amigo, vale. Vale, muchas gracias, amigo. Guada, ahora yo vuelvo a coger, ¿vale? Vale, amigo. Vale. Vale, anh bảo về thì anh bảo về bảo là đến mãi ngày 24 tháng 5 đấy. Rồi, buồn quá rồi. Rồi, bữa nay ngày mấy rồi ta? Rồi, bữa ngày 24 tháng 5 mà bữa nay rồi. Thấy tạm rồi, thấy chịn rồi. Cao ua theo niềm đau, chập chờn xa xa nghe đồn con về đầu làng, lòng mừng rưng rưng mắt cười theo dòng lệ rơi. Ra đi hàng tre mới lớn ngang đầu, lúc nghe cuốn về chồi măng đã xanh thành tre, mẹ chờ tin con như cánh đồng chờ mùa mưa tới, lặng lờ bên sông ngóng tìm nơi nào trời làm nhông tố làm chi chỉ thêm đau lòng, lại trời mưa xuống rơi trên cánh đồng đợi chờ, đừng làm cho chia cách nhau gia đình lìa tan, mẹ già côi cút thầm mong có con bên cạnh.
trước đây. Đêm rất dài.
cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Hãy ôm em trong tay, cho em biết anh cần em. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Hãy yêu em đêm nay, cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. 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 Cành cầu ao tình yêu lắng sâu
đã đi vào cõi nhớ. Thôi ấy chúng mình hãy ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điều hò khoan, tình ơi dở dang như lỡ một cung đàn. Cuộc đời ai biết